ជីវៈត្រូវប្រកបដោយសិលធម៌មុននឹងឈានដល់ការយល់នៅក្នុងសារនៃការបដិសេធនិងស្រង់ក្នុងភាពសូមទទួលពាក្យគម្រឹះដែលមានចំនួន2ជាមួយសិនពាក្យទី1គឺពាក្យថាវិជ្ជាជីវៈពាក្យទី2គឺពាក្យថាសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវចនក្រមសំណាច់ព្រះសង្ឃរាជជួនណាក្រមរបរដល់មួយបែបពីរលោកបានពន្យល់ថាជាការងារមុខរបរនិងអាជីពជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ចំណែកទី2ពាក្យថាសិលធម៌សិលធម៌នៅក្នុងវចនក្រមសំណាច់ព្រះសង្ឃរាជជួនណាដែរត្រង់ពពណ៌ទី13ភពសមួយលោកបានពន្យល់ថាគឺជាអេកយាវៈសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រមទាំងកំពូលមានពីប្រដៅមនុស្សឲ្យប្រាជ្ញាអង្គរក្របឲ្យប្រដៅរលរប្រយោគទៅតាមការពន្យល់នៅពាក្យគន្លឹងទាំងពីរនេះយើងដឹងថាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍបានអាស្រ័យទៅលើទុនធានមនុស្សជាចម្បងហើយទុនធានមនុស្សជាសោត ចាំបាច់បំផុតត្រូវបណ្ដុះឲ្យមានចំណេះដឹងសតិបញ្ញាស្មារតីជំនាញបទពិសោធន៍និងសិលធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងតម្លាភាពជាហេតុផលដែលនោះមានការអភិវឌ្ឍសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈដោយយកកត្តាការបកស្រាយគ្រប់គ្រងខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏មានសង្កេតទៅមើលកត្តាជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមយើងវិញមនុស្សរស់នៅ គាត់ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាពីរយ៉ាងដើម្បីអាជីវកម្មរបស់គាត់ត្រូវទៅបានល្អគឺទី1ក៏រួមត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើភាពឆ្លាតវៃទី2ក៏រួមត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើគុណនិងប្រសិទ្ធភាពទី3ក៏រួមត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការឆ្នៃប្រឈួរទៅជីវិតរបស់គាត់បានប្រសើរអញ្ចឹងគ្នាដែលយើងបានការរកវិជ្ជាជីវៈនៅប្រកបដោយសិលធម៌នេះវាមិនទាន់មានន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងទេដល់ត្រង់មកថាភាពលើកឡើងមកត
chẳng hãy có tí phí sẽ tốt là nâng cái tàu đó bọc ra đâu có một sơn đấy chẳng hãy có tí phí bọc ra đâu cái nhà chú ưu dưới là dưới phí cả ta sẽ kết là bếp chẳng hãy có tí phút dưới phí cho bài bọc ra đâu đi sắt lông đà nề chẳng phép tốt là nâng phải nhà chú bạc dưới đất mát thả chú bạc bởi dưới một dưới nó phí thật bạc nó không bao giờ nó còn lại cho xong rồi chú nạc ở đây trong cái quán tí phí rơi đặt ra lúc bạc cầm dưới này sẽ thấy nào phí thật chú bạc cư chia vì nay cực cọng dịch đây xử mạch đại phải nhắc là phải ở một nước nước ăn một quả nước mẹ một tố ăn một quả thấy ở cái tầng ngon nước trang trạng nó còn rộng một tầng tôi là chân bởi dương dương tự tăng sức hơi tổ làm gì nên tổ là ngã ai về càng ăn một chiếc đại một quốc đơn lông hơn thì rất quật mạng như dây thế này cả nào kia dễ bị chú bắt thần ăn rõ bị bắt cứ trên bị rõ sập phía hay trong rất đời rất sập phía thấy rất là một cách rất là khác đói bởi vì trực lắp của bà mạng xa nó cũng nóng sức thơ tôi sẽ làm chìa rồi bọc bà rì dường mẹ kỳ nhiên sâu rất lúc bà như giấy nó cũng cần phố tầm phố tì học sức của mũi lúc bà thì sẽ thay tiết thật chất bác cái này thì dễ bị chất bác có bây giờ chỉ ấm mặt đại trực lắp của các bà rác đau mẹ càng làm lại theo chất bác đi cứ trực lắp áo trọng bác đó của là cả thế bởi tác tôi sẽ làm bao lúc ở trên theo lý của bà như giấy thay chất bác cứ chỉ nét từng rõ 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 từng lê hôm sau cũng muốn cái bàn thì dễ đi qua nhà đại tiên không thể làm được gì ba nhà đại tiên không thể làm được chi đi qua nhà đại cục cái bàn thì dễ tha tổ la ca con ta chăn tiên ai được sơn nặng sơn là thua sầm lại ao nghe miên hôm nay nghe miên con sầm mắt nè chỗ này nè nó để bắt nó đại tiên quy chạy đi lên vào hồ lại thứ hai chúng ta cũng chuyện là thôi tha ta tổ la ca qua mình bị chi chi biết chi tổ la ca hay bọn ta vẫn đang phòng lính trong một khu kia đầm mũi miên ra tim mũi này tim pì ở miên ra mũi này pì cái bạn thì dây thang của lá cát quất cũng chỉ một lúc ai sửng lại đây liên liên tao thay cái lớn thẻ lấy có anh hai ca bứt bứt còn tay phải lên quất vui phát chạy thì sẽ là thuần bỏ quật chúng ta cũng chỉ qua quả bóng bây giờ qua đây thế thoát miên co để sợ đôi khi ấy lúc nào mà sự thân quý cứ mẹ thì phun mát đài nó cho bạn được bạn mấy lơ công ty thì ra là con lúc đẹp rộng vô hai lớp hà bất cứ lúc ấy lời vô con thơ trớ như thuốc vừa chỉ ẩm phơ ạc lọc lệ lọc nì liếp và lợi kiến phí ảm bị ảm bạc lấy nhé cái sau mình chạy thẳng ẩm phơ ạc lọc ai khai tới chỉ ló nẹ miên lưu ai khai tới chỉ nẹ trong trời chẳng hay lấy nhé cái sau mình chạy thơi thà rõ vị trí chỉ vợ bó quát đại diện của ra ca nha nó quát là bổng phú thần tay có đặt bán bổng phích vị trí chỉ vợ bó quát là bán trong trời thông sau đó mình sẽ lực hồn lễ của mình sơ thôi cho đại khả mũi tiết ra tôi mình cả ta cả đại trò bởi dưới mình đến bắt ra trong một tên càng chí và từ đó cho nó một tên càng chí và chí bởi đó bắt mai dưới quất từ tôi có được bắt ra cho mình và tác
cứ tầm lúc của mang thì rất là bạn một bà trả cho bác miếng này đào vô cơ tăng bác trả cho trăng miền tra chung phúc tí thấy trăng miền tra bấy buôn đọc cái bàn này dây thà miền tra bấy cứ nét ba co tình lái nét đầy quý của anh một tầng phí nữa nó sẽ sai của bạn chúng này tí phí nét ba co tình lái nữa nè đây là quật ba co dương chùm ni tô chạy dương dương rê chạy dương dương tô chạy dương dương sẵn đào rồi mô nó sẽ bị bỏ tiền chúng nó tí bấy nét ba co mình tự duyên về xa sửa lại con ta ấy còn dương dây phân hạ sửa lại mùi nó không có tên cam bị chia được bao nhiêu đọc buôn kia rồi nhưng cũng nạ trả cho chúng ta bị quân đọc phí cứ một lúc chỉ muốn một quán cùng mười rồi học tập phí nét bán sát từ sai được nạ trả cho đọc buôn kia rồi trở ban cái thầy tịch nạ trị một hà cứ qua từ tu tiên sửa lại nếu hát cái bàn hàm lúc họ bàn rồi sửa lại họ quát chỉ nhẹ đọc tí và có một đọc đọc ta viên dương tỷ lại nhất là sau mình chạy thầy hà rồi thì việc có quát bàn mình sửa lại họ này mình chết mời vô từ ta theo này có thể phá phía bàn lên đăng đi phía hà rồi mình chỉ việc trên bộ đại sơn phong viên một con trên tay mình quất từng sông là thế có vô từ ta cả ta để mà phía trong đó mà phía mình tây ban có sai chỉ muốn vui tiết cứ có bay tiết cứ từ ta ở lúc này người ta sẽ kết công tên từ ta như vậy.